Chào bà con, quay trở lại với kênh Xuân Nông. Thì hôm nay thì cái mẻ gơm đầu tiên mình ủ bằng cái chế phẩm của bên Xuân Nông mình đó, thì Chico Enzyme và một số loại enzyme đặc biệt cho cái phân hủy gơm này. Thì sau 22 ngày thì gơm nó đã mục rồi nè. Sau khi mà gơm mình ủ được 20 ngày thì gơm nó mục nát rồi, bắt đầu mình tiến hành nghiền gơm và mình phối trộn thành sản phẩm gơm mục. Thì như thế nào là gơm mục, mời bà con xem. Đây, gơm mục là khi mà mình hốt lên một miếng như thế này, bà con bóp cái nó nát như thế này đó, thì gọi là gơm mục rồi nè. Bóp thành mùng luôn đó. Thành mùng hữu cơ như thế này gọi là gơm mục. Còn những cái gơm mà như thế này nè là nó chưa mục, nó hơi mục thôi, chưa mục nè. Những cái gơm này là khi nào mà bà con trộn chung vô á thì nó sẽ tiếp tục phân hủy. Này, gơm này là gơm đã mục rồi nè. Thì nhiều bà con quan tâm là khi mà cái gơm mục này thì có trồng cây được hay không, và pH nó bằng mấy, có bị phèn hay không. Thì cái gơm của mình đã xử lý là cái pH nó bằng trên 6 và nó rất phù hợp trồng các loại cây trồng. Thì mời bà con xem, mình sẽ đặt cái bút đo pH vào cái gơm mà mình nghiền á để bà con biết được cái pH nó bằng mấy. Và đây là cái gơm mà mình nghiền và mình kiểm tra độ pH của nó. Thì bà con nhìn thấy trên đồng hồ hiện nay là pH là 6.1, rất phù hợp cho tất cả các loại cây. Thì bà con có nhu cầu tìm cái sản phẩm gơm mục mà để trồng hoa hoặc gao rồi đó thì mình có thể liên lạc Xuân Nông. Cái gơm mà sau khi đã mục rồi thì Xuân Nông mình còn nghiền ra nữa nghe bà con, để cho những cái sợi gơm mà nó chưa có mục á, nó sẽ nhuyễn ra và nó sẽ mục trong vòng vài ngày tới đó. Trong vòng ngày vài ngày tới thì những cái sợi gơm mà chưa mục nó sẽ mục luôn. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video, hẹn gặp lại bà con trong những video kế tiếp.